Xong rồi hả? Sắp xong. Đấy nè, thành công. 5 phút nữa. Nhi chủ nhận mình có làm không nhỉ? Có, thì làm tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Ngày em đi mấy bữa là hết rồi, đi đúng chỗ kịp thời nên không bị sẹo. Mm-hmm.